Huấn luyện viên Thái Lan không được thủng lưới trước Việt Nam. Huấn luyện viên Mano Polkin của Thái Lan cho rằng nếu để tuyển Việt Nam ghi một bàn thắng ở bán kết lượt về AFF Cup 2020, sẽ khó nói trước được điều gì. Chúng tôi không có nhiều thời gian tập luyện vì chỉ có hai ngày nghỉ sau trận bán kết lượt đi. Sau trận đấu trước, toàn đội phân tích, tìm hiểu xem đã làm gì tốt và chưa tốt và rút kinh nghiệm. Chúng tôi biết mọi thứ chưa kết thúc bởi trận lượt về rất khó khăn, huấn luyện viên Mano Polkin nói. Chúng tôi rất tập trung cho trận đấu ngày mai. Nếu ghi được bàn thắng trước thì Thái Lan có cơ hội lớn vào chung kết. Toàn đội muốn làm được điều này ngay ở hiệp 1, nhưng chỉ cần đối phương ghi một bàn thì cơ hội sẽ mở ra với họ, bóng đá là vậy. Mục tiêu của chúng tôi là không để thủng lưới trước Việt Nam, chiến lược gia người Đức thận trọng trước trận tái đấu Việt Nam, ở trận lượt đi, các quyết định của trọng tài gây ra nhiều tranh cãi và nhiều ý kiến cho rằng AFF Cup Trận có công nghệ VAR. Về vấn đề này, thuyền trưởng tuyển Thái Lan cho biết, nếu có VAR, tôi nghĩ các quyết định của trọng tài cũng không thay đổi đâu. Không có thẻ đỏ cho thủ môn chát chai. Không có penalty cho Việt Nam, tôi không nói là quyết định của trọng tài có lợi cho Việt Nam hay Thái Lan. Tôi chỉ phân tích hai tình huống trên. Tôi không muốn tranh cãi nhiều về chuyện này, ở tình huống chúng tôi hỏng phạt đền, nếu có VAR thì sẽ thấy thủ môn của họ đã bước khỏi vạch trước khi Chanathip xúc. Chúng tôi không muốn mất tập trung nhưng cho trận lượt về nhưng vẫn phải nói, huấn luyện viên trưởng tuyển Thái Lan cho rằng nếu có VAR thì chính tuyển Việt Nam mới là đội bất lợi. Đánh giá về đối thủ, huấn luyện viên Mano Ponkin cho rằng tuyển Việt Nam chơi tấn công không tốt, ở trận lượt đi, chúng tôi cho Việt Nam cơ hội gây sức ép. Tôi hiểu họ thường chơi phòng ngự nhưng khi bị dẫn hai, không thì buộc phải dồn lên. Tôi quyết định cho các cầu thủ chơi chặt chẽ để tìm cơ hội phản công. Tôi đánh giá Việt Nam không quá nguy hiểm khi tấn công, nhưng không thể nói chúng tôi đã chơi tốt. Tôi hiểu quan hải và biết cầu thủ này giỏi như thế nào. Ở trận tới, tuyển Thái Lan phải chơi tốt hơn. Tôi không bình luận gì về việc Thái Lan đẳng cấp hơn Việt Nam. Đó là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi có bước tiến lớn khi thắng hai, không ở lượt đi, nhưng đây vẫn là cuộc đối đầu của hai đội rất mạnh. Chanathip là cầu thủ xuất chúng, nhưng cuộc chiến là của hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam, huấn luyện viên Mano Ponkin nói, huấn luyện viên Thái Lan, không được thủng lưới trước Việt Nam, chúng tôi đã có sự chuẩn bị cho những sự thay đổi của tuyển Việt Nam, kể cả việc họ có thể không thi đấu với sơ đồ 3, 4, 3 hay 3, 5, 2, đơn cử như việc tuyển Việt Nam mất duy mạnh. Đó là một cầu thủ tốt. Trước đó họ cũng mất tiếng dũng. Ông Park có thể sử dụng cầu thủ trẻ của Hà Nội Fan Club để tiếp tục đá ba trung vệ hoặc thay đổi chiến thuật. Do đó, chúng tôi phải chuẩn bị cho những kịch bản như vậy. Nhưng quan trọng là Thái Lan không được có tâm lý rằng phải bảo vệ tỷ số 2, không ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020. Đó sẽ là sai lầm lớn. Tôi muốn các cầu thủ thi đấu đúng với cách chơi của mình như những trận trước, huấn luyện viên Mano Ponkin nhấn mạnh.